Anh xin lỗi, công ty có chút việc nên là anh đến hơi muộn. Giờ công ty anh còn cái gì mà đòi bận? Hoa, em nói gì vậy? Tôi nói không đúng à? Phá sản đến đít rồi, ở đấy mà bày đặt công việc như ai? Có thể bây giờ anh đang khó khăn, nhưng mà anh sẽ vực dậy được mà. Giờ anh còn cái gì mà đòi vực dậy? Nợ như chúa chổm, gia đình quay lưng, bạn bè xa lánh. Trông có chán không cơ chứ? Hoa, chỉ cần em ở bên anh thôi, anh sẽ có động lực và làm lại mà. Ai thèm ở bên hạng người như anh cơ chứ? Em nói gì vậy? Bây giờ anh đang rất rối, em đừng đùa như vậy chứ. Tôi không đùa. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây để muốn thông báo với anh một việc. Tôi có người yêu mới rồi. Cái gì? Em nói gì cơ? Sợ nhanh như vậy? Anh đợi một chút, anh ấy sắp đến rồi. Em... Mày, sao lại là mày? Hoa, em đừng có nói với anh là em yêu nó đấy nhá. Có gì mà ngạc nhiên thế ông anh? Ông anh chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ à? Thằng khốn nạn, mày cướp công ty của tao, bây giờ mày còn cướp luôn cả người yêu của tao. Tao làm gì với mày mà mày đối xử với tao như thế? Này, đây là chỗ đông người, có giận đấy cũng tém tém lại đi, đừng làm bọn này phải xấu hổ lấy. Mày thôi, không đôi co nhiều lời nữa. Tôi cũng giới thiệu thẳng với anh luôn, đây là người yêu mới của tôi. Hóa ra các người cùng một ruột. Lũ tồi tệ, rồi chúng mày sẽ bị quả báo. Người bị quả báo ấy chính là mày đấy. Ai bảo ngày xưa mày hơn thua với tao, lúc nào cũng muốn làm người dẫn đầu, còn tao thì sao? Khác gì thằng cu ly cho mày không hả? À, đến người tao yêu ấy cũng từ chối tao để theo đuổi mày. Mày có biết tao đau khổ như thế nào không? Anh Nam, em xin lỗi vì ngày trước đã từ chối anh để yêu cái tên bất tài này. Giờ em mới biết anh là người tốt nhất của em. Không sao đâu em yêu, chỉ cần em bên cạnh anh thôi, muốn gì anh cũng chiều hết. Chúng mày giỏi lắm. Cút hết đi. Này, không phải đuổi, bọn tôi cũng không muốn ở lại với tên khố rách áo ôm như anh đâu. Đúng rồi đấy. Thôi, bọn tao chuẩn bị về làm đám cưới đây. Đi thôi em. Giám đốc, sao anh lại đi lang thang một mình thế ạ? À, Lan à, tôi đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh ấy mà. Lâu ngày mới gặp lại anh, nhìn anh tiều tụy quá. Ừ, bây giờ tôi còn chẳng quan tâm đến ngoại hình nữa. Mà bây giờ ấy, cô đừng gọi tôi là giám đốc nữa. Tôi bây giờ có phải là sếp của cô nữa đâu. Tại em quen mồm thôi ấy mà. À, đây đang ở ngoài đường, nói chuyện không tiện, lâu lắm em mới được gặp anh. Nếu anh không chê thì em có thể mời anh ra kia ngồi trà đá, mình tâm sự được không ạ? Ừ, cũng được, nếu như cô không ngại. Có gì đâu mà ngại ạ. Anh lên xe đi, em đèo luôn. Dạo này công việc của cô ổn chứ? Em vẫn đang đi nộp hồ sơ ở vài công ty khác anh ạ. Ở nhà thì em bán hàng online nên là cũng túc tắc thôi anh. Thời buổi khó khăn, vất vả cho cô rồi. Cũng tại tôi đã khiến cô lâm vào cảnh như thế này. Anh đừng nói như thế chứ ạ. Làm ăn mà anh,
cũng phải có lúc thăng, lúc trầm. Em tin anh là người có tài, có đức, kiểu gì anh cũng sẽ vực lại được thôi. Tôi thật không ngờ khi mọi người đều quay lưng lại với mình thì tôi vẫn còn cô ngồi lại và động viên tôi. Cô không sợ bị vạ lây sao? Em theo anh từ những ngày đầu, bao nhiêu khó khăn đều cùng anh vượt qua hết. Anh nghĩ là em sợ mấy chuyện này sao? Đúng là cuộc đời mà. Người mình ít dồn kỳ vọng thì lại hết mình vì tôi. Còn những người tôi dồn hết kỳ vọng vào thì lại âm thầm đâm sau lưng tôi. Thế bây giờ anh thế nào rồi ạ? Tôi vỡ nợ, bọn chúng đến tận nhà xiết nợ tôi. Bây giờ tôi chẳng dám về nữa. Ở nhà em vẫn đang còn một phòng trống. Nếu như anh không ngại, hay là anh qua ở tạm vài hôm đi. Như thế sẽ bất tiện cho cô đấy. Em biết là anh khó xử, nhưng mà bây giờ tiền anh không có, ở bên ngoài rất là tốn kém, mà về nhà cũng không về được. Anh cứ qua ở tạm mấy hôm, rồi em với anh tính tiếp nhá. Vậy cô cho tôi cảm ơn cô trước nhá. Có gì đâu ạ, anh đừng khách sáo quá. Vậy thì cô cho tôi cảm ơn nhá. Anh. Em bảo này, hiện tại thì em đang bán hàng online, cho nên là cần ship đơn đi rất là nhiều nơi. Nếu như anh rảnh hay là anh đi ship hàng hộ em nhá. Ừ, cũng được. Hiện tại thì anh đang rất rảnh đây. Thôi để anh đi ship cho nhá. Vâng, thế để bây giờ em sẽ lên đơn hàng rồi anh sẽ đi ship nhá. Dạ, alo chị ơi, em đứng ở dưới nhà rồi, chị xuống lấy đồ hộ em với. Sao ạ? Hủy đơn à? Alo, alo. À, đây rồi, đây rồi, con chó này đi đâu? Bắt được rồi này các ơi. Này, đi đâu? Thằng Danh này, mày biết bọn bố mày tìm mày lâu lắm rồi không? Bây giờ tôi chưa có tiền, các anh cho tôi khất một thời gian, rồi có tiền tôi trả các anh. Thêm thời gian á? Để mày trốn à? Tao nói mày biết đấy, hôm nay mày mà không nôn tiền ra đây thì đừng có trách tao ác. Bây giờ các anh có giết tôi cũng không có tiền trả cho các anh đâu. Thằng Danh này, ngon nhở, mày trách tao á? Đã thế hôm nay cho mày xanh cỏ luôn, như nào? Tôi xin các anh cho tôi khất, rồi tôi sẽ kiếm tiền trả cho các anh. Chứ bây giờ các anh cứ dọa tôi thế này, tôi làm sao mà làm được việc? Này, hay lúc vay ấy, thì mày vay cho lắm vào. Bây giờ mày vỡ nợ ấy, thì xin ai? Xin ai? Tôi gì mà tôi? Chỗ này đang đông người, mày mau nôn tiền ra cho mày cút, nhanh! Thôi được rồi, các anh đợi tôi một tí. Nhanh lên! Kinh nhỉ? Giày Gucci cơ à? Kinh! Đổi nhé. Alo, Lan à, em có thể giúp anh một việc được không? Anh Mi, anh có làm sao không? Này, tao không phải Lê Bảo Bình mà bây giờ chúng mày hỏi thăm nhau nha. Tiền tôi đâu? Anh ấy nợ các anh bao nhiêu tiền? 500 cụ. Cái gì? Tôi nhớ là tôi nợ anh có 300 triệu thôi mà. Này, mày ngu bẩm sinh hay là ngu do luyện tập ấy? Thế mày không tính lãi nữa hả? Hả? Anh vay nặng lãi à? Ừ. Lúc đấy anh còn mấy chục nhân viên chưa trả lương, nên anh phải vay nóng bọn này. Anh định bán công ty để trả, nhưng mà bị thằng Nam nó... Sao? Bây giờ tính thế nào? Thôi được rồi, anh để em giải quyết việc này cho. Lâu là quá rồi đấy. Trời gì thời tiết khó chịu, đừng người ta nổi điên lên. Hiện tại tôi chỉ còn 300 triệu. Nếu các anh đồng ý thì cho chúng tôi chuyển trước 300 triệu. Còn 200 chúng tôi xin khất.
Cho chúng tôi thêm thời gian, chúng tôi nhất định sẽ trả. Không được. Thế bây giờ chúng mày đưa tiền xong, chúng mày trốn đâu vì tao tin mày kiểu rể quỵt à? Chúng tôi xin hứa sẽ không bao giờ quỵt của các anh đâu. Ôi giời, nghe cái mồm mày. Thôi được rồi. Tùy đại ca. Thôi được rồi. Nhưng mà phải đưa thêm 100 củ nữa. Nhiều như thế làm sao mà tôi xoay kịp? Giá cuối rồi đấy. Tao không thích nhì nhằng. Nhanh lên còn tao gọi người đến băm sông chúng mày đấy. Thôi được rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyển tiền cho các anh. Thế ngay từ đầu có phải nhanh gọn không? Mặt xinh cái đầu chả quan. Ai? Số tài khoản đây. Nhận được chưa đại ca? Trời. Thế nhá, còn 100 nữa ấy, liệu mà trốn. Đi. Ủa? Gì đấy? Đấy đi đây. Ui, đại ca. Sâm tàu nữ của Kohino này. Thế bảo là con gái mà uống cái này ấy, đẹp da lắm. Cái Kohino chuyên uống cái viên này để đẹp da với trắng da phụ nữ đó. Ui. À, hôm trước vợ tao bắt tao đi mua cái này mà tao chưa đưa đi được. Lấy luôn. Cái này uống sướng lắm. Đi về luôn. Đi. Đây này. Xin nhá. Lấy luôn. Cầm. Thế đó. Anh Mi, chúng ta về nhà đi. Nhưng mà anh còn nhiều hàng chưa ship mà. Thì em đưa anh về rồi em lấy hàng đi ship tiếp. Thôi, như vậy sao được? Để em đi. Thế anh muốn có một thằng đòi nợ thuê nào đấy nhìn thấy anh nữa à? Nhưng mà... Ừ, thôi, mình về đi. Em về rồi đây. Ơ, em về rồi à? Em có mệt lắm không? Em không mệt đâu, anh yên tâm đi. Mà anh nấu cơm đấy à? Để anh đi lấy nước cho em uống nhá. Em ra kia ngồi nghỉ đi, anh nấu tí là xong ấy mà. Anh cứ để đấy, tí nữa em nấu cho. Anh ra kia ngồi với em đi, em có chuyện muốn nói với anh đấy. Ừ, cũng được. Em có quen một người bạn làm game online về các trò chơi truyền thống. Thu nhập thì cũng đủ ăn thôi, nhưng mà không cần phải ra ngoài giao lưu và tiếp xúc nhiều. Em nghĩ là anh đang trong thời gian phải cảnh giác cao, nên công việc này chắc là sẽ phù hợp với anh. Vậy thì tốt quá rồi. À mà... Sao ạ? Hồi sáng ấy, em lấy đâu tiền giúp anh vậy? Thời gian làm việc ở công ty, lương thưởng nhiều nên là em cũng để dành được một ít. Cộng cả tiền bố mẹ em cho em để dành đám cưới nữa. Anh cảm ơn em nhá. Để có một số tiền đấy, chắc chắn em đã vất vả rồi. Sau này nhất định anh sẽ trả lại em. Em tin anh sẽ làm được mà, anh cố gắng lên nhá. Ừ. Alo, em nghe đây ạ. Dạ vâng anh. Mới bước đầu lấn sang bất động sản ấy,
mà anh em mình đã thành công như vậy rồi ấy, thì không việc gì phải lo nghĩ nữa. Cuối tuần làm cái hẹn đấy nhá. Dạ vâng, em biết rồi. Vâng, em làm ngay đây. Không muốn gặp mà anh cứ gọi liên tục thế hả? Sao em không nghe điện thoại chứ? Em có biết anh lo lắm không? Chẳng phải là tôi vẫn ổn đấy sao? Em làm sao thế? Chúng ta đang hạnh phúc mà. Tôi hết hạnh phúc rồi. Sao lại thế được? Anh làm gì khiến em buồn à? Em nói đi, anh sẽ sửa mà. Anh Nam này, anh chưa bao giờ khiến tôi vui cả. Em, ý em là sao? Tôi chán lắm rồi, mình chia tay đi. Em có biết mình nói cái gì không? Tôi biết, anh không cần lo đâu. Vậy sao em lại muốn chia tay chứ? Chúng ta còn sắp cưới cơ mà. Thứ gì của anh cũng cho em hết. Em muốn gì anh cũng chiều. Em còn cần gì nữa chứ? Có thật là cái gì của anh cũng cho tôi không? Tất nhiên rồi. Ok, tốt. Vậy tất cả những gì của anh đã là của tôi, thì tôi còn cần anh làm gì nữa? Ý em là sao? Anh Nam này, công ty bất động sản đối tác mà tôi giới thiệu cho anh là công ty ma đấy. Em đang đùa anh đúng không? Tất nhiên là tôi phải nói dối thì mới lừa được anh chứ. Một dự án lớn như thế, cho anh phải gồng mình lắm mới xoay đủ tiền nhở? Em vẫn đang đùa đúng không? Không hề. Tôi lừa anh đấy. Thì sao? Sao cô làm thế với tôi? Đơn giản là vì tôi không yêu anh. Anh nghĩ anh dễ dàng chiếm đoạt trái tim tôi thế à? Tôi tiếp cận anh ấy cũng chỉ vì anh Minh thôi. Cô, thì ra cô tiếp tay cho nó lừa tôi. Đồ đàn bà nhá Miệm. Có trách ấy thì trách anh quá tham lam. Nếu anh không dồn anh Minh đến mức đường cùng thì tôi đã không phải làm như thế. Cô không biết tất cả những gì tôi làm là vì cô sao? Nhưng tôi không bao giờ yêu anh. Cô, vậy còn tiền của tôi thì sao? Tiền của anh chuyển cho đối tác đã ở trong thẻ tôi cả rồi. Và tiền đó tôi sẽ đưa cho anh Minh. Cô khốn nạn này. Sao mày lại ở đây? Tại sao tao lại không được ở đây? Được lắm. Chúng mày định hãm hại tao à? Nam này, gieo nhân nào gặp quả đấy. Mày làm được thì phải chịu được. Chúng mày hay lắm. Chúng mày nghĩ chúng mày thịt được tao à? Không dễ đâu. Đấy ấy, mới chỉ là một phần của công ty tao thôi. Còn muốn ăn cả công ty của tao á, còn lâu. Tất cả tài sản của công ty anh đã bị thu hồi. Tôi đã báo cáo về việc anh cố tình hack thông tin của người chơi để vụ lợi cá nhân, để gian lận, trốn thuế. Tất cả đều có bằng chứng rõ ràng. Anh không thoát nổi đâu. Còn danh con này, tao phải giết mày. Quả báo đấy. Em có mệt đâu? Không ạ.
Lan về rồi đấy à? Anh quên không báo cho em trước. Đây là Hoa, bạn gái của anh. Hoa, có phải là cái người mà trước đây anh bảo là phản bội anh không? Ừ, đúng rồi. Nhưng tất cả chỉ hiểu nhầm thôi. Hoa muốn giúp anh nên mới làm như vậy mà. Là sao ạ? Ừ thì Hoa giả làm người yêu để tiếp cận Nam, rồi đó lại công bằng cho anh. Tôi biết là nếu tôi nói ra sự thật thì anh Minh chắc chắn sẽ không cho tôi làm đâu. Nên tôi phải dùng hạ sách là phản bội anh ấy. Vừa giận lại còn vừa thương em. Từ nay anh sẽ không để em phải khổ nữa đâu. À, cô Lan này, anh Minh đã kể cho tôi rồi. Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc anh ấy. Đúng vậy, Lan là một người rất tốt. Anh hy vọng sau này em với Lan chơi thân với nhau. Tất nhiên rồi. Rất vui được gặp cô. Tôi cũng rất vui khi làm quen với cô. À, Lan này, anh không báo trước. Có lẽ bây giờ anh phải dọn đồ đi rồi. Bởi vì Hoa cũng chuyển đồ đến nhà mới với anh luôn. À, vâng, hai người cứ dọn đồ tự nhiên nhá. Khi nào rảnh, cô qua chơi với bọn tôi nhá. Vâng, lúc nào rảnh tôi sẽ qua. Anh xin phép nhá.